Sau khi làm nhiệm vụ được 2 tuần và anh, chúng ta còn nhớ anh mặc áo thun đen, người nhà mặc áo thun đen, chỉ biết còn tìm người nào người thân được cho anh đi cả. Những món quà của bà con dành cho các chiến sĩ, dành hết tình cảm để chia tay. Có người khóc, có người mất tích. Tổng số nhà bị ảnh hưởng thiệt hại là trên 4.400 căn nhà, trong đó gần 500 ngôi nhà bị thiệt hại trên 70% và mất hoàn toàn. 2.313 ha diện tích đất nông lâm nghiệp, 342 công trình hạ tầng bị ảnh hưởng thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.700 tỷ đồng. Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại của huyện Bảo Yên, đặc biệt là thông tin thiệt hại về người, với phương châm khẩn cấp đặt tính mạng của nhân dân lên cao nhất, quyết tâm tìm bằng được đồng bào ta không may mắn còn mắc kẹt trong cơn lũ dữ. Dù bao khó khăn vất vả, nguy hiểm cận kề, dù chỉ còn một tia hy vọng mong manh, các chiến sĩ thuộc sư đoàn 316 quân khu 2, các tiểu đoàn cảnh sát cơ động của Bộ Công an, các lực lượng vũ trang thuộc tỉnh Lào Cai đã xuyên ngày, xuyên đêm vật lộn với mưa gió, lật từng gốc cây, bụi cỏ, hớ đất, lòng sông để tìm và đưa đồng bào ta trở về với gia đình. Ăn nhanh, ăn chậm là đồ ăn. Các anh cũng đã dành thời gian giúp nhân dân dựng nhà, sửa trường học, tu sửa trạm xá, bệnh viện. 15 ngày tìm kiếm đã qua đi, cũng là lúc Bảo Yên cần ổn định cuộc sống, trở về với quê hương nơi đây. Cũng là thời khắc chúng ta phải tạm chia tay các anh về với đơn vị nhận nhiệm vụ mới. Hôm nay, huyện Bảo Yên tổ chức chia tay các chiến sĩ về đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tham dự chương trình chia tay ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về phía đại biểu quân khu 2, xin trân trọng giới thiệu đại tá Nguyễn Tinh Dũng, phó chính ủy sư đoàn 316. Về phía bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, xin trân trọng giới thiệu đại tá Đặng Văn Cảnh, phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai. Xin trân trọng giới thiệu còn có cán bộ chiến sĩ bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sở ngành của tỉnh, các lực lượng vũ trang tham gia tìm kiếm cứu nạn tại làng Lũ, xã Phúc Khánh. Đây, các chiến binh nào?
các chiến binh nghiệp vụ 4 trần đó, hai cũng rất giỏi, làm sứ mệnh tìm người mất tích đó, được huấn luyện các chiến binh nhìn rất là thương. Nhờ những chiến binh nghiệp vụ chú Khuyển 4 trần này này, bà con cũng tìm được một số người thân và chia tay các em này. Các chú chó nghiệp vụ này được đi hỗ trợ cả bên châu Âu tìm những xác ở bên Thổ Nhĩ Kỳ để các bạn. Những chú chó nghiệp vụ vừa rồi tìm đi các chiến sĩ nhiệm vụ để cứu bà con tại làng mình tìm kiếm người thân mất tích. Kính thưa đồng chí Hoàng Quốc Bảo, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, kính thưa đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, kính thưa bà con nhân dân và toàn thể các đồng chí, trước hết thay mặt các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới bà con nhân dân thôn Làng Lũ và các gia đình có người bị nạn mất tích trong trận lũ kinh hoàng này. Theo mệnh lệnh của cấp trên, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 chúng tôi hôm nay hành quân về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Thế nào, trước khi chia tay bà con nhân dân, chúng tôi thực sự xúc động nghẹn ngào, mặc dù đã cố gắng hết sức và nỗ lực tìm kiếm nhưng vẫn còn 12 nạn nhân chưa tìm thấy. Chúng tôi mong rằng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng của địa phương tiếp tục tích cực tìm kiếm những nạn nhân còn lại và cùng nhân dân thôn Làng Ngủ sớm ổn định, tái thiết lại bản làng sau lũ. Trong đợt thực hiện nhiệm vụ này, cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn chân thành cảm ơn tình cảm, sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo huyện Bảo Yên, cấp ủy chính quyền địa phương xã Phúc Khánh, lực lượng vũ trang địa phương và các tổ chức chính trị xã hội trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là bà con nhân dân làng Nù xã Phúc Khánh đã yêu thương đùm bọc giúp đỡ cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 nói riêng và lực lượng tìm kiếm cứu nạn nói chung trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cuối cùng, thay mặt các cán bộ chiến sĩ sư đoàn 316 quân khu 2 và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, mong cấp ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân sẽ luôn đoàn kết, đồng lòng vượt qua đau thương mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống để xây dựng bản làng quê hương sớm trở lại bình yên tươi đẹp, tái thiết Làng Ngủ Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai mãi mãi in sâu trong trái tim, trong tiềm thức và ký ức cán bộ chiến sĩ chúng tôi. Chúng tôi xin tạm biệt lãnh đạo chính quyền các cấp, xin tạm biệt bà con nhân dân và toàn thể các chí, xin tạm biệt. Rất nhớ các chiến sĩ chia tay lúc này, dành hết tình cảm, nước mắt, xót xa cho những người bà con ở đây sẽ bây giờ tiếp tục chuyển đổi cuộc sống mới, tự lo chính bản thân mình trong những năm về sau này, và các chiến sĩ chúng ta đã làm hết mình giúp bà con trong lúc này. Hết tình cảm, yêu thương, giúp đỡ bà con. Giờ lúc ra đi mọi người đều nhớ mãi.
lưng chúng tôi, lực lượng vũ trang tại chỗ, dân quân tự vệ, dự bị động viên, an ninh cơ sở. Chúng tôi sẽ ngày đêm để tìm bằng được bà con về. Bà con sẽ cố gắng. Thưa các đồng chí, về thiệt hại của học viên, các đồng chí biết rồi. Thiên tinh thần. Nó vô cùng lớn. 10 năm thu ngân sách của chúng tôi chỉ bằng cơn mưa vừa rồi. Và thưa với các đồng chí, vừa rồi kỷ niệm 75 năm chiến thắng Vô Sản, tiểu đoàn không cùng với dân quân du kích địa phương đánh trong 2 ngày 1 đêm ác liệt. Nhưng mà chúng ta chỉ ngã xuống hy sinh giành lại cho độc lập cho mảnh đất Bảo Yên 36 cán bộ chiến sĩ. Nhưng chỉ một trận mưa thôi, thì ở đây đã mất 77 người. Vô cùng lớn. Thưa các đồng chí, là trong quá trình các đồng chí về giúp bà con, giúp nhân dân, giúp chúng tôi, điều kiện nơi ăn chỗ ở nó còn hoang tàn, thiếu điện, thiếu nước, thức ăn nhiều khi còn đến muộn. Mong các đồng chí lượng thứ. Phần việc còn lại thì chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, đoàn kết, thân ái. Nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc nhau để chúng tôi vượt qua những khó khăn này. Trước mắt là ổn định cuộc sống, tìm lại những người mà bây giờ chưa về, sau đó là sẽ khôi phục lại sản xuất, cố gắng là sẽ xây dựng làng ngủ, xây dựng Bảo Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp hơn. Và cũng tại cái buổi chia tay các lực lượng hôm nay, thì nhiều lực lượng do yêu cầu công tác đã trở về đơn vị trước, thì đảng bộ, chính quyền và nhân dân chúng tôi thì mãi mãi ghi nhớ, luôn luôn các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân sẽ luôn luôn khắc ghi những cái tấm lòng cao cả của các đồng chí, các lực lượng vũ trang gồm có quân khu 2, tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 của trung đoàn Tây Bắc, tiểu đoàn cảnh sát cơ động của trung đoàn thủ đô, công an tỉnh, quân sự tỉnh, biên phòng tỉnh và nhiều khác nữa. Trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong lúc mà tang thương bối rối, thì cái tinh thần dân tộc và cái sức mạnh đại đoàn kết đã giúp chúng tôi và giúp nhân dân vượt qua, không chỉ làm đủ mà nhiều chính xác cũng như vậy. Một lần nữa thì chúng tôi xin khắc cốt ghi tâm và xin gửi lời chào thân ái, lời cảm ơn trân trọng, chúc các đồng chí trên đường công tác tiếp tục là không cầm được nước mắt. Khuyên cho bà con đồng bào những người. Xin trân trọng cảm ơn lời phát biểu đầy xúc động của đồng chí.
Thì anh em nhé, cố gắng thực hiện nhiệm vụ rồi về với gia đình. Thank you.
kinh nghiệm cũng như là các em đóng quân bộ nghĩa vụ và đội ở chó nghĩa vụ các bạn ạ.